Tuyết rồi. Hả? Như này, hai chị làm thử thách mua tất cả đồ có hình của dâu và hình quả cam đi. Wow, nhưng mà tại sao các bạn lại ra thử thách đơn giản như thế nhở? Quá là đơn giản luôn các bạn ơi. Hôm sau có thử thách gì tìm khó khó một chút nha. Đúng rồi, quả dâu với quả cam quá là đơn giản luôn. Thế thì tớ sẽ mua quả dâu luôn. Thế thì chắc chắn tớ sẽ mua quả cam rồi. Quả cam á, còn lâu mới thắng quả dâu đúng không các bạn? Còn lâu nha các bạn ơi. Muốn biết thắng hay thua thì bây giờ chúng ta phải đi mua đã mới biết được. Ok luôn. Các bạn ơi, các bạn nữa nhớ xem video này đến hết nha, để xem ai là người chiến thắng. Ok, đi. Các bạn ơi, tớ đi mua đầu quả dâu thì rất là đơn giản luôn đúng không nào? Nhìn nè, ở trên bờ của tớ cũng có hai quả dâu đây nè. Tí nữa bạn xếp mặt tính nhá, tớ tính luôn cả cái này luôn. Bây giờ đi mua đầu quả dâu với tớ nhá. Đi. Đây, các bạn ơi, mới bước vào đây đã rất là nhiều đồ quả dâu rồi. Ôi, nhìn nè, đây là một chiếc loại đấm lưng hình quả dâu luôn. Trên này có ba quả dâu nè. Úi, nhìn này, đây là lợn này. À, cái này không phải là lợn mà là một quả dâu tiết kiệm các bạn ơi. Nhưng mà dâu này chưa chín. Úi, ở dưới này cũng thế này. Dâu này chưa chín các bạn ơi, hay là dâu màu vàng ta? Tại vì tớ cũng chưa được ăn dâu tây màu vàng nên là tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà cứ để đây đi. Tớ mà cầm cái này đi thì tí nữa vỡ thì ai đến nhờ. Wow, cái này là táo nè. Ý, không có cao cũng vẫn tiết nhờ. Lại xem móc khóa nha các bạn. Để xem móc khóa có hình quả dâu không nào. Ôi, đây. Mới thấy rồi nè. Đây là một cái gấu dâu đúng không? Nhưng mà gấu dâu gì mà chân dài à? Cái này là hình như gấu dâu đột biến hay sao các bạn? Nhưng mà ở trên này có dâu tây nè. Đó, rất là nhiều dâu luôn nha. Wow, các bạn ơi, chưa gì đã tìm được mấy món rồi đây nè. Đây nữa nè. Đây cũng là một quả dâu tây luôn. Đó, đẹp chưa? Tìm được gì rồi? Tớ tìm được nhiều đồ lắm. Đâu xem nào. Đây này. Đây là gấu dâu của tớ mà. Tớ tìm cho bạn mà. Các bạn ơi, bản tết này là tốt bụng thế. Nhìn này, ở bên trong á còn có một món đồ rất là hay luôn. Đâu? Đây, để tớ lấy ra cho bạn xem nha. Tên. Đây. Cái này là một kiếm móc khóa đó. Nhưng mà là cam mà. Thì quả cam của tớ còn gì. Trời ơi, bạn có biết tớ lấy cái móc khóa này ở đâu không? Ở đây hả? Đây này. Ở đây có nhiều quả cam lắm đây nè. Đẹp chưa? Một bạn thỏ đang ôm quả cam nha. Đây nữa nè. Ôi, nhìn này. Đây là quả gì đây? Đây là quả đấm à? Đây là quả gì đây? Trời ơi, quả dâu chứ còn quả gì. Tớ lấy rồi đây nè. Tớ tưởng là bạn chưa lấy cô. Rồi, tớ phải nhanh chứ đúng không các bạn? Tại vì có dâu mà. Có quả này hay nè. Quả này là quả gì đấy? Phải quả dứa không? Không, quả thơm mà. Làm cái chuyện quả gì cơ? Trời ơi, này tớ không được mấy món rồi. Ôm cái này đi. Bây giờ á, tớ phải đi tìm quả cam của tớ đây. Ok, thì đi tìm đi. Không là thua tớ luôn đấy các bạn ạ. Nhìn nè, đây. Mấy món rồi? 4 món rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, tớ buồn quá. Bạn hàng tìm được bao nhiêu là quả dâu luôn. Còn quả cam của tớ thì có ít thôi là ít ra. Nên là bây giờ tớ phải ôm bạn mèo cho đỡ buồn đây này. Wow, nhìn này. Yeah, đây có phải là một bạn gấu bông cam không các bạn? Đây bạn này có một cam này, có chiếc lá này. Ở đây còn có cả tép cam nữa nè. Đáng yêu đúng không? Mà tớ chắc chắn đây là bạn cam rồi. Nên là tớ sẽ rước bạn ấy về và để bạn mèo lại thôi. Mèo sẽ ở lại đây với đồng đội nha. Còn cam sẽ về với tớ nè. Ta da, các bạn ơi nhìn này, tớ vừa mới tìm thấy được hai món. Đây là hai quyển sổ các bạn ạ. Hai quyển sổ có hình quả dâu tây. Ở bên này này rất là nhiều dâu luôn. Còn quyển sổ này thì là một cây kem dâu các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ngon mà đẹp mắt quá. Chốt đơn hai cái này luôn nha. Tìm. Các bạn ơi, gấu dâu xin chào các bạn đây. Trời ơi, có một cái yếm hình quả dâu đây nè các bạn ơi. Đáng yêu thế nhở. Gấu dâu, cho gấu dâu đi tìm mà đồ chơi đi. Gấu dâu có thích búp bê này không? Không, búp bê này không có quả dâu tay. Gấu dâu không thích. À, đây nè. Đây không có quả dâu tây rồi. Đây là một cái bộ đồ chơi mà hình như là làm nước ép hay sao ấy. Có dưa hấu này, nho, chuối. Ô, đây có phải cam không bác? Không phải, đây là quả bí ngô. Không phải quả cam. Ở dưới này thì lại có quả dâu nè. Đây, ý, xoài, dứa, dâu, táo, lê. Gấu dâu sẽ lấy cái bộ đồ chơi này nhé các bạn. Wow.
Wow, nhìn nè các bạn ơi, tớ lại tìm thêm được một món nữa. Đây là một cái mũ rất là nhiều quả dâu tây luôn. Dâu tây ở đây có mà phải mấy cân luôn các bạn ơi. Để xem có quả cao của bạn Tết không nha các bạn. Ít, đây cũng dâu nè. Rồi, dâu nhiều màu thế. Đó, một vàng, hai hồng, xanh nè. Đáng tiếc rồi các bạn ơi, đáng tiếc là không có cam của bạn Tết rồi. Mình phải lấy cái này ra khoe bạn Tết mới được. Quả cam. Sao lại là quả dâu của bạn Hằng nhở? Mình sẽ không cho bạn ấy thấy. Quay ngược lại. Ủa, đúng mà bạn ấy thấy được luôn á. Tết ơi. Hả? Ôi, làm gì ở đây đấy? Tớ đang đi tìm quả cam thôi. Nhìn này, tớ tìm được cái gì này. Nhưng mà cái mũ này bé tí á, bạn đồ kiểu gì? Đây nè. Tớ mua về cho cháu của tớ. Trời ơi. Đây, nhiều dâu thế này, mấy cân dâu này, không lấy thấy phí đó. Kệ cho, tớ cũng thấy đầy quả cam mà. Đầy á, đâu, làm gì có cái mũ nào hình quả cam đâu, đúng không các bạn ơi? Bạn biết tại sao không? Không. Tại vì quả cam xấu, nên là mọi người không làm. Còn lâu nha các bạn ơi, thế thì tớ sẽ phải đi tìm mũ quả cam cho bạn Hằng biết mặt luôn. Mua quả cam chứ gì, kiểu gì chả có các bạn ơi. Để tôi xem nào. Thế, cái này có phải là quả cam không? Tôi thấy cũng giống nè. Nhưng mà bé xíu thế này, bạn Hằng lại bảo là không phải đó. Là quả quất. Ê, ở đây có quả dứa. Wow, ở đây có quả cam của tớ. Yeah, thấy chưa, tớ đã bảo kiểu gì cũng có quả cam mà. Cái mũ này bé tí, nên là tớ cũng sẽ lấy cho cháu và tớ. Wow, bên này có nhiều nơ chứ nè. Wow, quả dâu tây các bạn ơi. Úi, nhưng mà tớ sẽ không lấy cho bạn Hằng đâu. Ui, đây nữa nè, đẹp chưa? Trời ơi, nhiều quá. Ê, cái này là con cua nè. Ý, nhưng mà quả cam của tớ nó lại ở đâu mất rồi á. Cam ơi. Trời ơi. Ê, cái này phải quả cam không? Nhưng mà sao bên ngoài thì lại là màu xanh, màu trắng nhở? Các bạn ơi, tớ chỉ tìm được một cái mũ thôi. Chắc là phải đi chỗ khác thôi các bạn ạ. Thử tìm kiếm một đôi dép màu cam. À quên, quả cam chứ nhở. Cái này là lại dâu. Trời ơi, con này cũng dâu luôn. Toàn dâu là dâu thôi các bạn ơi. Tôi sẽ đứng che ở đây để cho khỏi bạn Hằng nhìn thấy. Bạn Hằng kia rồi các bạn ơi. Ý, tiếp tớ đứng đây. Tớ đứng ở đây chơi ấy mà. Dương đứng đây chơi làm gì, đi tìm đồ đi còn gì. Tớ thấy ở bên kia có một vườn dâu tây đó. Thế á, tớ có dâu tây thì tớ mang khoe bạn thôi. Nhìn nè, cái bơm ấy. Lại khoe. Các bạn ơi, lại khoe rồi. Để thay xem nào. Ôi, xấu thế. Tớ thấy đi học bạn được rồi. Cứ bổ quả dâu tây là đẹp. Cái này là cái gì? Cái này á, tớ cũng không biết cái gì nhưng mà nhìn buồn cười quá nên tớ khoe với bạn. Cái này mà buồn cười các bạn ơi, cái răng như thế này mà buồn cười. Cả thế. Hình như cái này là cái đeo. Cái vòng cổ khẩu trang, cái vòng cổ đâu đủ quê cục các bạn ơi. Cái này dây đeo khẩu trang mà. Dây đeo khẩu trang mà còn phải đẹp như thế á. Nhưng mà không có rộng, không có cam này là thôi, để tớ đi ra để lại nhá. Đi. Nhưng mà sao đứng đây? Tớ đang xem cái bóng đèn chỗ này nó đẹp quá. Tớ biết rồi. Biết tại sao bạn đứng đây? Nhìn đi. Nào đi. Đi nào. Sao mà luôn, phát hiện mất rồi. Trời ơi, quả dâu đây nè. Thảo nào, bạn giết tôi đứng đây che để tớ không nhìn thấy dép đúng không? Phải. Tớ bảo là ở chỗ này có một vườn dâu, tớ phải đứng ở đây canh không người khác lấy hết đó. Thế bạn chọn cho tớ một đôi đi. Một đôi á, bạn thích đôi màu trắng hay màu đen? Màu trắng đi cho đẹp. Ok, thế lấy đôi này nhá. Đấy các bạn ơi, đây đôi dép sẽ này dành cho bạn Hằng. Thôi cái này để đấy bạn canh đi nha, để tớ đi cắt cái này đã, không người khác lời mất đấy. Ok, bạn đi nhá. Nhưng mà các bạn ơi, bạn Hằng thì đi tìm đồ, còn tớ thì phải đi canh đồ cho bạn ấy là sao nhở? Còn lâu nhá, tớ đi tìm quả cam của tớ đây. Các bạn ơi, tớ thấy á, bìa vở thường có nhiều hình đẹp lắm, tớ nghĩ là biết đâu có quả cam của tớ. Tớ xem. Có luôn nè, cái này là cốc nước cam chứ, đúng không? Lấy một quyển này để xem bên dưới nào. Wow, ui, nhìn này, có quả dưa hấu này, quả dứa này. Ê, quả cam của tớ đây. Đây nữa, ui, có cả quả dâu của ai ta? Quả dâu của bạn Hằng đúng không? Nhưng mà tớ nhìn thấy trước thì chắc chắn cái này là của tớ rồi. Ui, nhưng mà cái này á, chúng ta phải lấy cả tệp của các bạn ơi. Của chỗ này cũng khá là nhiều đó. Nhưng mà thôi không sao, dù sao thì mình cũng cần nhiều vở để biết mà, nên là tớ sẽ lấy hết luôn. Hay. Ây da, đau quá.
Yeah, các bạn ơi, vậy là gấu râu của tớ là người chiến thắng rồi. Còn các bạn ơi, bàn cam của tớ thì tôi cũng mất rồi. Và các bạn ơi nhá, tớ cũng là người chiến thắng trong thử thách mua tất cả đồ có hình quả râu và hình quả cam rồi. Không sao các bạn ơi, quả cam của tớ không có ở đây nhiều thì sẽ có ở nơi khác hơn là nhiều. Tớ biết ở đâu rồi đấy. Ở đâu? Ở vườn cam chứ ở đâu. Ê, bây giờ bạn đi vào vườn cam mà mua mà hái. Ok luôn, vậy thì các bạn ơi, bây giờ tớ sẽ đi vườn cam để tớ mang 1 tấn cam về cho bạn hàng biết mặt luôn. Trời ơi, thế thì á, cũng chỉ được tính 1 quả cam thôi, làm gì có nhiều đồ hình quả cam đâu, đúng không? Thế bạn có đi vườn dâu không? Không, tớ có nhiều đồ quả dâu lắm rồi. Các bạn ơi, các bạn thích đồ quả dâu hơn hay là đồ quả cam hơn thì nhớ comment ở bên dưới nha. Video của chúng mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Thôi, đi vườn cam đi. Bye bye.